Xin chào toàn thể các cô chú anh chị, các bạn yêu Phong Lan. Em là Nhung, bán Phong Lan rừng tại Hải Dương. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393998895. Địa chỉ nhà em là số nhà 143 đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nhà em gần kho lương thực Gia Lộc, nên khi các bác đến nhà xem hàng thì tìm đến địa chỉ kho lương thực Gia Lộc nhé. Nhà em nằm trên cái trục đường đấy, thì các bác tìm đến số nhà 143 đấy ạ. Nhà ngoài mặt đường nên khá là dễ tìm. Bây giờ cũng là giờ trưa rồi, thì sau đây nhà em cập bến mặt hàng. Em xin điểm qua báo giá những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay nhà em có nhé. Đây ạ. Trước tiên thì em đã giới thiệu qua với mọi người, đó chính là lô đơn cam nguyên bản. Hôm qua nhà em về số lượng rất là nhiều, nên là hôm nay thì hàng cũng còn đủ để cho các bác sưu tầm. Thì em vẫn phân ra thành những loại như sau. Đây là loại 180.000 một khúc này, 180.000 một khúc. Những khúc này khá là dài, khúc này thì ngắn hơn một chút, nhưng tuy nhiên nó sẽ có hai mầm này. Đấy. Gọi là đơn cam nguyên bản, tuy nhiên một số khúc thì nó sẽ có liền như vậy trên cái miếng gỗ ấy. Một số thì có thể trong quá trình vận chuyển thì người dân không thể giữ được cái gốc của nó, thì nó sẽ bị rời ra như vậy. Đấy. Những cái thân như vậy, nếu mà ship xa, nói thật các bác ở xa thì mình lấy những loại này thì tiền cước mình đỡ thì rất là nhiều. Em chỉ còn vài khúc 180.000 này. Đấy. Phải dài đến hơn một găng tay nhé các bác nhé. Đơn cam, cái tốc độ tăng trưởng và sinh trưởng của nó thì cũng rất là chậm, nên là những cái cây này nó rất lâu đời rồi. Đây loại 150.000 một khúc này. Loại 150.000 một khúc thì nó ngắn hơn một chút, thì chắc gần một gang thôi, chưa đến một gang tay. Đây loại 150.000 một khúc nhá. Có những cái thì nó nguyên cục gỗ, có những cái thì nó chỉ từng lớp vỏ cây như vậy thôi này. Đấy, em quay để cho các bác biết được tình trạng cây. Vì hàng đơn cam này nó sống ký sinh trên những gốc thân cây rất là già rồi, mà khi mình cắt được rừng về thì mình không thể cắt hết tất cả những cái cây đấy được. Đây là loại 150.000 một khúc này. Đấy. Còn đây là loại 120.000, cây lại ngắn hơn một chút nữa, 120.000 một khúc nhá. Đấy. Đây các bác để ý này, có những cây mầm, cây bé xíu này, năm ngoái đã cho vài hoa rồi. Đã cho vài hoa năm ngoái rồi. Đấy, đây là loại 120.000 một khúc. 120.000 một khúc nhá. Đây là loại 100.000 một khúc ạ. Đấy, đơn cam nguyên bản. Mặt hàng này thì phải nói là rất là, năm nay thì rất là hot và hiếm. Hiếm ạ. Hàng hiếm luôn. 100.000 một khúc. Đây có cả những khúc này mà nó đã lên vòi hoa cực nhiều luôn. Đấy, 100.000 một khúc. Và đây là lô 80.000 này. Lô 80.000. Nó ngắn hơn. Hàng rất là đẹp nha các bác nhé. Đây là lô cuối cùng đơn cam em nhập trong năm nay. Nên các bác có muốn sưu tầm thì sẽ được sưu tầm luôn thời điểm này, rất là hợp lý. Đây là loại 60.000 này. 60.000. Cái này thì có nhiều thân hơn. Đây ạ. Và loại 50.000 thì nó sẽ nhỏ hơn một chút nhé. Hôm nay em nhập lô này khá là nhiều này. Lô này tổng kết cuối năm luôn. Mặt hàng tiếp theo nhà em của bến hôm nay đó chính là trồn tím, hay người ta lại gọi là cáo đỏ này. Đấy. Lô hôm nay đa phần là cây to nhé các bác nhé. Đa phần là cây to. Em cũng sẽ bán giảm giá cho mọi người là 280.000 một cân. Loại này thì nó thật là rất là hiếm. Cáo đỏ rất là hiếm này. Còn loại cây giống, loại giống nhỏ xíu, những loại bé bé thì em sẽ bán giá là 250.000 hàng giống cho các bác. Đấy, những cái cây nhỏ này bán 250 này. Còn những loại cây to em bán 280 này. Em sẽ phân lô như vậy cho các bác dễ. Đấy, loại nhỏ này em bán 250 này. Cáo đỏ nhá, trồn tím hay cáo đỏ. Hôm nay chỉ về tầm hơn chục cân đây ạ. Mặt hàng tiếp theo nhà em đó chính là kim điệp nhựa, hay người ta gọi là kim điệp thơm đây ạ. Kim điệp thơm. Đấy, thời điểm này đang sưng nụ rồi. Đây ạ, kim điệp thơm hay là kim điệp nhựa này. Đấy, hôm nay nhà em về một lô. Lô này rất là đẹp luôn. Thời điểm này kim điệp nhựa đang sưng nụ nha các bác nhé. Các bác để ý cái nụ của nó đã dài như vậy rồi này. Mình lấy thời điểm này thì rất là hợp lý, vì nụ của nó chưa quá dài, mà trong quá trình vận chuyển mình không bị chịu tác động của ấy. Đấy, từng khóm rất là đẹp như vậy. Hôm nay em bán giá ưu đãi cho mọi người là 230.000 một cân nhé. Hàng rất là đẹp, không quá vụn này. Đấy, hàng từng khóm như vậy rất là dễ ghép, không vụn vặt nhé các bác nhé. Hàng vụn thì em sẽ bán với giá thanh lý sau.
hàng mới về rất là đẹp, 230.000. Giá thành trước đây thì nó phải dao động từ 250 đến 280, nhân những ngày cuối năm này thì em sẽ bán giá ưu đãi cho mọi người đấy, 230.000 một cân này. Tiếp theo là địa lan Mạc Xuân đấy, loại này rất là dễ trồng luôn mà cái nó đẻ cũng khá là nhanh, 120.000 một cân địa lan Mạc Xuân. Mặt hàng tiếp theo đó chính là sơn thủy tiên ạ. Lô này về toàn từng dề như vậy, các bác về ghép thì cực kỳ thích luôn. Đấy, cái này rồi. Đấy, cực kỳ thích luôn như các bác nhá. Đấy. Hàng rất là đẹp. À, có một cái dề này rất là to này, khoảng 1 cân 7 này. Đấy. Bác nào thích lấy cái dề này thì cũng báo em nhé. Khoảng cân 7 cái dề này. Cân 7 cái dề này. Em bán giá ưu đãi là 200.000 một cân. 200.000 một cân sơn thủy tiên nhé. Hàng hôm nay về đẹp. Tiếp theo là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch thời điểm này đang sưng nụ rồi. Đấy, đang sưng nụ hết rồi các bác nhá. Em bán 170.000 một cân này, ngọc thạch ba màu này. Còn đây là hoàng lạp này, nãy là sơn thủy tiên, còn đây là hoàng lạp nhá. Hoàng lạp 130.000 một cân, 130.000 một cân. Hoàng lạp thì cái hoa của nó thì nó chỉ màu vàng thôi. Sơn thủy tiên thì nó sẽ có một chút họng nâu và cánh sắc. Đấy, hai cái này thì cái giả hành nó khá là giống nhau nên nhiều khi là mình có thể là hơi một chút nhầm lẫn. Đấy, hoàng lạp em đã để riêng rồi. Còn đây là hoàng thảo vôi này, hoàng thảo vôi 250.000 một cân, 250.000 một cân. Hàng giống ngắn như vậy, ngắn ngắn như này, em bán là 230.000 cho các bác về làm giống này. Đấy, hoàng thảo vôi bán cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đầu năm thì giá thành phải rơi đến 300.000 một cân các bác nhé. Mà bây giờ thời điểm này các bác lấy về ghép rất là hợp lý. Còn ra Tết thì khả năng tất cả những cây này, những cây nở xuân này nó sẽ có bông thì giá thành nó sẽ cao hơn một chút nha các bác nhé. Tiếp theo đây là kiều vàng ạ. Kiều vàng 150.000 một cân. Đấy, lô này về phải nói là rất là đẹp, rất là nhiều lá luôn, xanh mướt rồi. 150.000 một cân này. Hoa kiều vàng thì rất là đẹp. Em cho các bác xem mặt hoa hiện tại vừa nở nhé các bác nhé. Đấy, hoa kiều vàng đấy. Nhà em vừa nở cái bông này. Tiếp theo là kiều vuông mỡ gà này. 220.000 một cân. 220.000 một cân kiều vuông mỡ gà. Còn tiếp theo đây đó chính là kiều vuông thủy tiên cánh trắng, 220.000 một cân. Chắc chỉ còn 2 3 cân thôi ạ. 2 3 cân, hàng rất là nhiều lá này. 220.000 một cân. Còn tiếp theo đây đó chính là vẩy rắn ạ. Đấy. Vẩy rắn có những mảng to như vậy này. Đấy, có mảng rất là to. Đấy, các bác lấy những cái mảng này về ghép thì ốp vào cây thì rất là thích luôn. Đợt này sinh sôi rất là dễ, rất là nhanh. Đấy, tất cả một gốc cây nó ốp vào đây hoặc lấy từng miếng như vậy. Em bán 130.000 một cân vảy rắn này. Còn một vài bó nghệ tâm, hôm qua dân đi rừng về lấy những bó nghệ tâm thì rất là xanh, rất là bập đẹp luôn. 100.000 một bó nhé các bác nhá. Về mình làm được hai giò này. 100.000 một bó nghệ tâm, hoàng thảo nghệ tâm. Đấy, xanh mướt luôn. Đây là lan bầu rượu ạ. Em còn những củ từ 10.000, 15.000 đến 20.000. Ví dụ loại 10.000 một củ này. Loại 15.000 nó sẽ to hơn một chút. Đấy, 15.000 và loại 20.000. 20.000 một củ nhé. Tiếp theo đây là những mặt hàng. Hôm nay lại về một ít bạch nhạn này, 150.000 một cân, 150.000 một cân. Sóc Lào 130.000 một cân. Hải Yến 140.000 một cân ạ. Tiếp theo đây là hạc vĩ Bắc 250.000 một cân. 250.000 một cân. Hạc vĩ. Hạc vĩ Bắc nhá. Mùa này thì đang sưng nụ rồi. Đấy. Đây là những cái nụ của nó này. Hạc vĩ Bắc thì được cái là hoa của nó thì cực kỳ sai hoa. Còn đây là hoàng thảo U Lồi ạ.
U lồi, thời điểm này đang sưng nụ hết rồi các bác ạ. Hoa u lồi thì rất là đẹp, người ta gọi là hoàng thảo ngũ tinh, đây cái tên gọi khác của nó nhé. Đấy, những cái nụ của nó sưng rất là dài. Đây, có những cái cây dài như vậy này. Đấy, các bác nhìn thì phải thích luôn. Ngọn vẫn rất là đẹp nhá. Đấy. Em bán là 300 nghìn một cân này, 300 nghìn một cân hoàng thảo u lồi. Đấy, có những cái nụ nó to như vậy rồi. Các bác lấy thời điểm này thì phải nói là cực kỳ hợp lý vì cái nụ nó chưa quá to. Khi mà nụ nó to quá trong quá trình vận chuyển thì mình rất là khó giữ. Khó giữ nha các bác nhá. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn. 300 nghìn một cân, giá ưu đãi trong phiên ngày hôm nay này. Còn đây là ý thảo 3 màu, 250 nghìn một cân. Ý thảo 3 màu ạ. Đấy, từng đốt như vậy rất là đẹp luôn. Căng bóng luôn ạ. Hoàng thảo trúc mạch đang đóng đơn hàng cho các bác này, nó hơi lộn xộn một chút nhé. 300 nghìn một cân hoàng thảo trúc mạch ạ. Hoa trúc mạch thì phải nói là cực kỳ đẹp, không thể chê một chút nào. Những cái mảnh nó rủ xuống như vậy. Tiếp theo đây là kim điệp xuân này. Lô hôm nay về thì rất là ưng ý, 150.000 một cân. 150.000 một cân. Hàng rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, lô này các bác phải nói là không chê vào đâu được luôn. Không chê đâu được ạ. 150.000 một cân. Kim điệp xuân. Đây, có cả hai cái rẻ này. Lúc vừa cũng có bác trên YouTube em thấy các bác đặt bảo là có hàng rẻ một cân không, thì em nói thật là hàng một rẻ một cân thì không có. Em thấy có hai cái rẻ này cân lên nó được cân mốt rồi. Bác nào lấy hàng rẻ thì cũng chỉ nó khóm nó vừa vừa vậy thôi. Không có rẻ khủng quá đâu. Đấy. Kim điệp xuân cũng đang sưng nụ rồi. Để em xem cái nụ của nó. Hơi sưng sưng nụ rồi. Còn đây là hoàng thảo môi tua này, 140.000 một cân. 140.000 một cân. Về xanh mướt luôn. Còn tiếp theo đây là quế tím ạ. Quế tím. Lô này về những cây tím ngắt như vậy nha các bác nhá. Tím ngắt như vậy, 150.000 một cân quế tím này. 150.000 một cân quế tím. Em còn một chút trầm lào, 1.500.000 một cân. Tương ứng với 150.000 một nạng. Đấy, trầm đường lào nhé. Còn đây là nhất điểm hồng ạ, 130.000 một cân. 130.000 một cân nhất điểm hồng này. Đấy, cho các bác về sưu tầm. Cái gì nó lẫn vào đây. Nhất điểm hồng. Cẩm báo làm giống này. Có những cây khá lớn nhưng tuy nhiên thì mùa này cẩm báo nó bị mất nước này nên nhìn cây nó không được tươi cho lắm. Thì em bán theo giá hàng xả luôn là 180.000 một cân nhé. Các bác yên tâm, nó chỉ mất nước thôi. Các bác về về nhà ngâm phục hồi, ngâm nước rồi tưới lắm là cây nó lại căng mọng trở lại. Vì những loại này chỉ để vài hôm là nó mất nước là nó đã teo tóp đi rất là nhiều này. 180.000 một cân cẩm báo ạ. Đấy, đáng hương cẩm báo. Tiếp theo đây còn một số mặt hàng em xin phép lại bán xả luôn này. Hoàng thảo đùi gà tròn 180.000 một cân. 180.000 một cân. Đấy, gà tròn thời điểm này đang sưng nụ này. Đang sưng nụ như các bác nhá. Cho hoa mùa xuân này. 180.000 một cân. Còn đây là giáng hương tam bảo sắc. Em bán xả luôn là 100.000 một cân này, 100.000 một cân. Xả luôn cái chỗ giáng hương tam bảo sắc. Nhìn nó hơi mất nước một chút, nhưng mà cây đảm bảo các bác là sức khả năng sức sống của nó rất là tốt luôn. Còn đây là quế tháng 8 này, 350.000 một cân. 350 một cân. Hàng không được còn được đẹp lắm, cho các bác về làm giống thôi. Hàng không được đẹp lắm nhé. Tùy cây, có cây đẹp cây xấu nha các bác nhé. 350 một cân, giá quá là ưu đãi rồi. Còn đai châu 400.000 một cân đai châu hàng giống và 500.000 một cân đai châu hàng chung nhá.
Hàng sống dao động từ 20 đến 25 cây, còn hàng trung dao động từ 4 đến 7 8. 4 đến 7 8 cây một cân ạ. Mùa này đai trâu nó hơi mất nước thì các bác thông cảm khi mà nhận hàng ấy. Một số cây thì nó hơi nhăn nheo. Thì mình về để mình xử lý nước, xử lý qua thuốc rồi mình treo lên nhá. Treo lên một thời gian rồi cây bắt đầu căng mọng trở lại nhé. Bật rễ rồi mình ghép cũng vẫn rất là vừa. Trên đây là toàn bộ những mặt hàng trong phiên buổi sáng, buổi trưa ngày hôm nay nhà em có. Thì ngoài ra thì nhà em còn bán cả phân dê, rêu rừng, túi lưới, các chế phẩm dành cho lan như Hùng Nguyễn, B1, Atonic. Các bác liên hệ đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0393 998895. Chúc các bác có một buổi trưa có những giấc ngủ thật là ngon và đầu tuần thì gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em xin phép là chào tất cả các bác và nhận đơn hàng của các bác ngay bây giờ. Xin chào tất cả mọi người ạ.